thầy không có loạn luân, đúng không? Ở trong này không có loạn luân. Thì bây giờ nó đang làm một cái điều khác, chứng minh rằng thầy ông nội đã từng ăn ở với đàn bà, ví dụ vậy. Bây giờ mắc gì ông cụ 90 tuổi rồi cho ông cụ đi khám phụ khoa. Cái thằng chẳng lẽ mình nói cái thằng mất dạy. Luật sư cũng đã nắm rất là rõ về cái nguyên tắc để mà có thể là xét về cái tội loạn luân. Nhưng mà tại sao mà có cần thiết phải thử ADN đâu? Thầy ông nội cần cởi cái quần ra là thấy rõ là thầy ông nội hoàn toàn là đàn bà, thì làm gì có cái chuyện loạn luân ở đây. Dạ, Lạc Thang Sài Gòn xin kính chào tất cả quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ đó là cái câu chuyện liên quan đến Tà An, một trong những cái động giả sư để mà bịp bợm cộng đồng, để mà lừa gạt Ba Tánh. Và trong khoảng thời gian gần đây, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, cũng đã điều tra và xử lý hàng loạt tội. Cái tội gần đây nhất đó là cái tội loạn luân liên quan đến là ông Lê Tùng Vân, một trong những cái nhân vật mà gọi là một ông trùm trong một cái động mà có những cái lối sống mà giống như là lối sống bày đàn, quan hệ bừa bãi bất chấp, để con ra không dám nhận, để con ra không dám thừa nhận. Có những cái câu chuyện mà chắc là quý vị cũng đã từng nghe trên không gian mạng. Ông này có quyển sổ là sổ theo dõi, gọi là sổ thị tẩm, một trong những cái quyển sổ mà để theo dõi cái chu kỳ, theo dõi cái ngày quan hệ của ông với là một số người phụ nữ. Đây là một trong những cái sự việc mà ai nghe cũng là cảm thấy là bất an quý vị. Một ông già tuổi cũng đã chín mấy tuổi rồi mà có những cái mà nó lình xình, có những cái mà cái tội lỗi nó cực kỳ khủng khiếp. Vậy đó quý vị, vậy đó mà cái như là nhiều kẻ vẫn còn lên bất chấp, lên vẫn còn bảo vệ thầy ông nội. Mà tôi chẳng biết là lấy cái cơ sở nào để bảo vệ. Trong đó thì bà Lan Lưa Thưa là một trong những người gọi là cái fan mà cuồng, cái fan cuồng của Tà, một trong những người mà tuổi cũng đã lớn, nhưng mà cái sự mà nhận thức trong câu chuyện này nó cực kỳ mà gọi là cái như là kém hiểu biết. Không biết là bà này có bị một thế lực nào để mua chuộc, có bị một thế lực nào mà nó gọi là nó xỏ mũi nó dẫn dắt hay không, nhưng mà đến thời điểm bây giờ bà vẫn lên oan oan cho rằng thầy ông nội vô tội. Bà có những cái luận chứng, có những cái bà cho rằng thầy ông nội bây giờ đó, thưa quý vị, là một người giống như là người phụ nữ thì làm sao mà quan hệ được, tại sao lại nói thầy của bà như vậy đó. Và đây là một trong những cái lời của bà đã lên không gian mạng, bà chia sẻ. Thằng Lăng thì vừa thôi, thầy ông nội là người tu nay đã là 90 năm rồi, thầy ông nội đã tự tu suốt 90 năm rồi. Một người đàn ông không gần gũi phụ nữ suốt 90 năm, cái dương vật còn không? Hả mày? Mày sợ ca? Thậm chí tinh trùng cũng làm gì có. Các bạn nghĩ có đúng không? Cái thằng này nó đang mưu đồ để mà đưa thầy ông nội lên làm trò cười cho cái đám tụi nó. Thưa quý vị, tôi thật sự tôi không hiểu rằng là cái cô Lan Lưa Thưa này, cô căn cứ vào đâu mà cô bảo rằng là thầy ông nội đó là ông tu 90 năm rồi ông không có cái câu chuyện mà cái như là nam nữ. Thậm chí rằng bà cho rằng thầy ông nội là đang có là cái những cái dấu hiệu là bị thiến rồi. Thì tôi hỏi quý vị, bà căn cứ vào đâu quý bà con? Chẳng lẽ bà tới đó rồi bà vô bà xin ổng là cho bà xem, rồi bà phải là đi gọi là giống như đi khám phụ khoa đó quý vị, rồi bà mới có kết luận. Chứ bà lấy cơ sở nào bà kết luận cái thân thể của người ta,
Bà lấy cơ sở là bà kết luận rằng cái như là ông là một trong những người mà không quan hệ trong vòng 90 năm. Bà ở đây được bao nhiêu ngày? Bà biết gì ông được bao nhiêu? Mà bà lên bà thật sự bà kết luận như đúng rồi vậy. Ủa tối rồi nó thật sự ông xà quần đó rồi bà ở đâu đó mà bà biết? Đúng không? Giống như là bà ở với ổng 24 trên 24 đó. À, bà hiện bây giờ là cái tuổi của bà là nhỏ hơn tuổi của ổng. Có nghĩa là lúc bà chưa chào đời là lúc ông này đó, ổng cũng là gọi là một trong những người cũng đã trưởng thành. Mà bà dám kết luận rằng trong vòng 90 năm thầy tu tập, thầy tịnh thân là có nghĩa là bị thiến đó quý vị. Mà tôi thật sự tôi không hiểu mà cái bà Lan này đó bà căn cứ vào đâu, bà Lan này bà căn cứ vào đâu mà bà có những cái kết luận mà xin thưa quý vị mình nghe mà cảm thấy là buồn cười. Không lẽ nào mà bà vào đó để bà khám thầy ông nội đúng không? Mà với một cái fan cuồng như bà Lan đó thì bà có khám bà có nói như thế nào cũng chẳng ai tin đúng không? Đúng. Hiện bây giờ cái kết luận của y khoa đấy là ADN, người ta cũng đã chứng minh rằng ông có rất nhiều đứa con trong cái chỗ cái động đó. Mà bản thân bà đó là bà lên bà là một trong những người bà lên bà dùng cái nước bọt của bà để bà cổ xí, để bà gọi là một trong những cái bảo vệ. Mà bà bảo vệ cái này bà được cái gì? Tu chân chính thiếu gì người họ tu chân chính. Một cái động mà gọi là động trật giả sư để trục lợi. Quý vị cũng đã thấy rằng riêng chỗ Tà Am này à, nhiều lúc mà người ta quay gọi là quay lên để mà chia sẻ những cái thùng quà mà cái như là những cái Phật tử những cái fan mà nó gửi và từ nước ngoài về đó quý vị, cái mặt của ai cũng rạng rỡ hết trơn. Ở tu mà tham như vậy tu gì mà nhận được nhận quà của người ta mà tham lam như vậy, nhìn cái mặt là rạng rỡ, nhìn cái mặt phấn khởi đấy. Chỉ bao nhiêu đó thôi quý vị là biết rằng con người của người ta là có những cái gọi là vẫn còn tham lam, vẫn còn có những cái mưu mô xảo quyệt. Đây cũng là một trong những hình thức mà xin thưa quý vị nếu như cơ quan chức năng mà không vào cuộc thì có rất nhiều cái fan cuồng mà nó nhảy vô rồi nó sinh ra là nó thật sự quý vị rồi nó lôi kéo bầy đàn nó ở trong đó rồi sau này thật sự tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cơ quan chức năng không vào cuộc kịp thời thì quý vị cứ nghĩ đi, vô nó ăn ở trong đấy rồi nó sinh hoạt trong đấy rồi nó đẻ ra rồi cái như là nó bảo rằng là con nuôi con đồ đó rồi cái như là trẻ trẻ mồ côi rồi đó, thậm chí rằng mấy đứa con của ổng mà ra tòa đấy quý vị thấy rồi cái tên mẹ trong giấy khai sanh giữ đùng đấy mà nó bảo rằng nó là không có mẹ đấy. Mà trong giấy khai sanh xin thưa quý vị đấy, có tên mẹ rõ ràng đó, nó bảo rằng nó không có mẹ, nó là một trẻ mồ côi, nó không biết. Ủa chứ từ trước giờ mày đi học mày không có đem giấy khai sanh để nộp à? Đấy. Như Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, tất cả Trùng Dương mà đã vô đồng loạt khai một cái vấn đề là không biết cha mình ở đâu, không biết mẹ mình đâu, mình là trẻ mồ côi, đúng không? Như vậy đó. Như vậy mà có rất nhiều người gọi là cái như là bảo vệ một cách bất chấp. À. Nó phải bảo chứng minh rằng ông nội là không ăn ở với đàn bà. Chứng minh sao? Bây giờ cái kiểu này chứng minh thế nào? Hả? Thì chẳng lẽ trước mặt bà đấy rồi cái như là đem ra chứng minh rồi ông sẽ có những cái hành động ABC. Hả? Mà tôi hỏi rằng đó
Bà lấy cơ sở từ đâu? Bà căn cứ vào đâu mà cho rằng ông này là mất khả năng đàn ông? Bà vô đấy bao nhiêu lần? Bà có ở lại qua đêm hay không? Bà có những cái mà cái như là có vấn đề mà gọi là chấp nhận làm chuột bạch để mà thử xem là cái mức độ nhạy cảm của ông nội thế nào hay không? Mà bà biết rằng cái như là ông này đó là không còn khả năng đàn ông. Bà có nghĩa là bà khi bà phát ngôn bà cũng phải có một trong những cái luận chứng, phải có những cái chứng minh nó thiết thực. Cho đây là quan điểm bà nói lên trên cái phương diện đây quý vị, là bà nói giống như là một cảm tính, do bà yêu thương quá, bà cuồng tính quá, bắt đầu là bà vô bà nghe rồi bà phát ngôn, chứ thật sự ra cái phát ngôn này là không có phù hợp. Vậy đó, vậy mà lên mạng cứ ra rả vậy, đúng rồi. Chỉ cần cởi cái quần thầy ông nội ra là biết rằng ông nội là một người đàn bà thì có cái loạn làm gì, cái chuyện loạn luân ở đây. Rồi tôi hỏi chẳng lẽ bây giờ bà cũng đã từng cởi quần ông nội rồi, bà mới biết ông nội là người đàn bà. Một trong những cái thời kỳ gọi là cái thời kỳ khoa học xét nghiệm ADN để mà chứng minh là nó rõ ràng nhất. Đấy. Biết đâu lúc mà cái như là nhiều lúc bà khám, trong lúc bà khám là ổng là cái thật sự là ổng không có khả năng ở, nhưng lúc bà không khám thì khả năng của ổng như vũ bão thì làm sao bà biết được đó. Rồi bà lấy cơ sở nào mà bà bảo rằng ổng là một người đàn bà đã từng nhìn thấy hay chưa, đúng không vậy? Một trong những cái câu mà tôi nghe, tôi thật sự nghe mà nó cũng là cũng khó hiểu. Không biết là bà này bà từng khám hay chưa mà bà kết luận rằng ông Lê Tùng Vân là không phải là đàn ông. Một người đàn bà làm gì các chuyện loạn luân ở đây. Trời đất, ông Lê Tùng Vân mà cái như là đàn bà hả? Bà mà rõ hơn Lô Thanh Minh Tùng hả? Lô Thanh Minh Tùng là con đó, mà nó lên nó còn tố cáo cái những cái hành vi mà đồi bại của cha mình. Mà bà là một trong những người dân nước lã, mà bà lên bà bảo vệ bà binh vực một cái gọi là quá u mê, cái này người ta gọi là u mê dạng cuồng. Rồi vô đó là không biết gì hết trơn, bắt đầu là bảo vệ lên đó rồi cứ tự do quen cái thói. Ít ra một người đã sống trong một cái đất nước có pháp luật thì khi mà cơ quan chức năng vào cuộc người ta cũng đã có những cái gọi là cái kết luận sơ bộ ban đầu, thì mình là người dân mình phải lắng tai mình nghe, mình tiếp cận những cái tài liệu nào có thể được để mình tìm hiểu xem. Mình có thể mình ủng hộ nhầm ủng hộ sai thì mình có thể là bây giờ mình dừng lại là vẫn còn kịp. Tại sao mà bất chấp mà u mê đến mức mà nó thật sự không còn khả năng cứu vãn. Bây giờ bà con tôi mời quý vị nghe lại toàn bộ một lần nữa cái lời của cái bà Lan Lưa Thưa này. Bà nói thật sự có nhiều chỗ bà nói mà cười đâu cả ruột. Ví dụ vậy, bây giờ mắc mắc gì ông cũng chính mình.
qua. Cái thằng chẳng lẽ mình nói cái thằng mất dạy. Luật sư cũng đã nắm rất là rõ về cái nguyên tắc để mà có thể là xét về cái tội lộng luân. Nhưng mà tại sao mà có cần thiết phải thử ADN đâu? Thầy ông nội cần cởi cái quần ra là thấy rõ là thầy ông nội hoàn toàn là đàn bà, thì làm gì có cái chuyện lộn luôn ở đây. Đâu quý vị, một trong những người mà tôi nói quý vị bây giờ đó, một trong những người mà nói lý luận mà lý luận cùng như là cái cô Lan Lưa Thưa đó, là cũng là nó thật sự. Cái ca này cũng nặng lắm rồi đó quý vị. Tôi biết chắc anh cái ca này cũng nặng lắm. Lên bảo vệ một cách bất chấp, bảo vệ một cách mà thật sự đưa ra toàn là những cái luận chứng mà nó không có phù hợp. Đó. Chỉ cần cởi quần ra là biết là cái này là không có loạn luân hả Lan? Thật không Lan? Bà tào lao cũng vừa phải thôi chứ. Bà lên đồ không biết là bà cái như là bà nghe bên nào mà bà xuyên tạc, rồi bà móc bên này, bà méo bên kia. Đấy, cuối cùng cơ quan chức năng bây giờ người ta đã khởi tố rồi, khởi tố vụ án, và trong vụ án có bị can là ông Lê Tùng Vân. À, và cô con gái của ông cũng đã bỏ trốn. Đó, thì đến bây giờ thật sự ra cơ quan chức năng thì chúng ta cứ đợi theo dõi cơ quan chức năng người ta xử lý, người ta kết luận. Đây là một trong những cái nơi mà chúng ta không thể nào mà tin tưởng được. Đây là một trong những cái nơi mà người ta tu hú mà tu cái gì. Cái nơi này xin thưa quý vị không thể chấp nhận mà để tồn tại được. Mình là một trong những công dân thì mình phải thượng tôn pháp luật. Mình xem báo, xem đài, rồi xem những cái tư liệu chính thống để mình có những cái mà thật sự sàng lọc và thông tin để mà có những sự nhận định cho nó thấu tình đạt lý. Giờ lên không gian mạng cứ dân bó tay. Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng xin phép quý vị chia sẻ cái quan điểm của tôi liên quan đến là cái chỗ Tà An. Thì cái cô Đinh, cái cô Lan này cũng có những cái câu nói mà thật sự quý vị nghe mà nó cũng hơi phản cảm, nghe nó cũng hơi buồn cười. Thì tôi cũng muốn chia sẻ quý vị một xíu, và tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Quý vị vui lòng mà cho tôi xin một like. Quý vị nào chưa đến kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện nhất từ kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bye bye tất cả.